tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ chanh leo khổng lồ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ chanh dây khổng lồ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ chanh dây mini. Bây giờ mình bắt đầu làm nha. Đầu tiên là mình xỏ màu hồng nhé mọi người. Mọi người ơi, đây nha, màu hồng làm phần màu đầu tiên của mình này. Các bạn ơi, màu hồng là màu đầu tiên của mình nha. Các bạn ơi, đây màu hồng nha. Màu hồng là màu đầu tiên của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu vàng nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Mọi người ơi, đây là màu thứ hai của mình, màu vàng nha. Màu vàng là màu thứ hai của mình nhé mọi người. Các bạn ơi, mình vừa xỏ xong phần màu vàng rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xỏ màu đỏ ạ. Mọi người ơi, đây phần màu thứ ba, màu đỏ của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xỏ với màu xanh dương nha. Các bạn ơi, đây là ba màu của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh dương nhé. Mọi người ơi, đây là ba màu của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh dương. Mọi người ơi, đây nha, mình vừa xỏ thêm phần màu xanh dương này. Phần xanh dương là màu mình vừa xỏ vào nhé mọi người. Mọi người ơi, màu thứ tư là màu xanh dương đấy mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu cam. Giờ mình xỏ màu cam nha. Giờ mình sẽ xỏ màu cam nhé mọi người.
Mọi người ơi, đây nha, đây là 5 màu nha. Mọi người ơi, đây là 5 màu của mình. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt sao vào nha. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt sao vào vào cái dòng chữ A và cái dòng vòng 5 màu này của mình nhé. Tôi tưởng như lắm nó đẹp à, đại đại đến đỉnh. Ừ. Mà tổ để làm cái giải tra thì tổ làm video kiếm tiền thì để làm cái gì? Nhưng mà nếu mà tô xong vứt thì chả vứt nhiều nè. Bây giờ mình sẽ tô món cho cả thế tô này để ra được đi. Sao nó kiểu một tím đầy nó thay vỏ này. Tôi cho nó xong, tô xong rồi mới có cái đẹp rồi. Anh nó tô, anh nó tô. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ trang trí nốt phần vòng nha. Giờ mình trang trí nốt phần vòng của mình nhé mọi người. Mọi người ơi, phần vòng của mình sắp xong rồi nhé. Đây này các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, vòng của mình đây, vòng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc thôi. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Thank you.